Bà ngoại rơi nước mắt khi thấy cháu ngồi kể chuyện với mẹ trước bàn thờ. Chị Lê Thị Vân, 35 tuổi, tử vong sau tai nạn giao thông, để lại bé Huỳnh Ngọc Như Ý, 6 tuổi, cho mẹ già nuôi nấng. Bà Lê Thị Nhiều, mẹ chị Vân, 62 tuổi, ngụ tổ 7, ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, kể về vụ tai nạn giao thông khiến chị Vân tử vong. Lúc đó là hơn 15 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại đường Nguyễn Huệ, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ô tô biển số 83A 13340 do Châu Văn Hai, 54 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh điều khiển và va chạm với xe mô tô do Vân điều khiển chạy cùng phía trước. Cú tông mạnh làm chị Vân tử vong sau đó. Lúc Vân còn sống, mỗi ngày đi phụ bán bánh mì cũng được 150.000 đồng một ngày. Nay Vân mất rồi, tôi cùng ông nhà già yếu, bệnh tật chỉ có thể lặt vặt loay hoay trong nhà. Cộng thêm chuyện cháu ngoại như ý phải đi học nên cuộc sống đã vất vả nay càng khó khăn hơn. Cháu sống với mẹ, cháu rất ngoan, chăm chỉ học hành, biết thương mẹ. Có bữa, con bé ngồi trước bàn thờ mẹ kể rất nhiều chuyện cho mẹ nghe, khiến hai ông bà rơi nước mắt, bà nhiều khóc và nói. Ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư tri bộ, trưởng ấp Mỹ Đông 3, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Thương nhất là cháu như ý, gia đình của bà nhiều đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Mọi sự giúp đỡ cho bà nhiều và cháu như ý, độc giả và các nhà hảo tâm có thể liên lạc qua số điện thoại 0337 669 573 để gặp bà nhiều. Hoặc có thể gửi hỗ trợ thông qua Quỹ chung tay vì an toàn giao thông của báo giao thông số tài khoản 1150 -0010 -6087, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Nội dung giúp đỡ bà nhiều và cháu như ý ở Đồng Tháp.